Max Mobile đồng hành cùng video này. Sửa chữa, tách kính iPhone bị rơi vỡ bằng công nghệ laser hiện đại, an toàn, giá rẻ. Hãy đến Max Mobile. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với X Studio. Và như thường lệ thì ngày hôm nay X Studio sẽ mang đến cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, ý tưởng iPhone 12 với màn hình kép và 7 camera ẩn. Năm 2020 sẽ hứa hẹn là năm đánh dấu kỷ nguyên sáng tạo tiếp theo của iPhone kể từ chiếc iPhone X đã ra mắt cách đây 2 năm. Và chắc chắn đây sẽ là dịp tốt để thể hiện sự sáng tạo vượt trội của mình so với các nhà sản xuất khác. Trào lưu thiết kế camera ẩn dưới màn hình thì đang được rất nhiều nhà sản xuất nghiên cứu và sớm đưa vào thiết bị chính thức của mình trong tương lai. Và nhiều nhà thiết kế cũng kỳ vọng rằng Apple làm được điều tương tự. Mới đây, kênh YouTube Concept iPhone đã đưa ra ý tưởng về một thiết kế iPhone 12 với điểm nhấn là mặt lưng bao gồm rất nhiều thay đổi đáng chú ý so với iPhone 11 hiện nay. Cụ thể, thay vì cụm camera kép hay là cụm 3 ống kính, máy sẽ được trang bị cụm camera có tới 7 ống kính với nhiều chức năng chụp khác nhau như là chụp tiêu chuẩn, chụp góc siêu rộng, tele, đen trắng, vân vân. Điểm đặc biệt là cụm camera này có thể ẩn giấu dưới mặt lưng bằng kính kiêm màn hình hiển thị, chỉ xuất hiện khi bật tính năng chụp ảnh. Màn hình phụ ở mặt lưng này cũng có thể dùng để xem trước hình ảnh khi chụp selfie. Ở chế độ bình thường, bề mặt này có thể thay đổi màu sắc tùy theo sở thích người dùng. Rõ ràng, đây là một ý tưởng khá thú vị, nhưng cũng phải đặt câu hỏi rằng nếu Apple đã làm được mặt lưng với camera chìm thì sao không làm chìm nốt cụm camera trước để loại bỏ tai thỏ đi. Dĩ nhiên thì đây cũng chỉ là một concept và cũng mang đến cho chúng ta ít nhiều tưởng tượng về những chiếc điện thoại trong tương lai sẽ thú vị như thế nào. Chuyển sang thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Apple chuẩn bị bán kính AR và MacBook dùng chip ARM. Tờ Bloomberg vừa trích dẫn tiết lộ từ các nguồn tin trong ngành về việc là Apple sẽ có vài kế hoạch thú vị ngay từ đầu năm 2020 sắp tới. Trong đó, bao gồm việc phát hành chiếc kính thực tế ảo tăng cường AR đầu tiên của mình, cũng như lên kế hoạch sớm ra mắt một chiếc máy tính MacBook đầu tiên sử dụng chip ARM thay vì Intel. Đối với các kế hoạch liên quan tới chiếc kính AR đầu tiên, chiếc kính này sẽ được trang bị một màn hình nhỏ tích hợp trực tiếp vào phần mắt kính. Màn hình này sẽ hỗ trợ hiển thị 3D trong khi vẫn giữ nguyên các khung cảnh xung quanh để khiến người dùng không bị sao nhãng khi sử dụng. Bộ phần mềm AR trên chiếc kính mới sẽ được thiết kế để kết hợp tốt với thế hệ iPhone 2020, vốn được cho là sẽ tích hợp thêm camera 3D Time of Flight, nâng tổng số camera chính của máy lên 4 ống kính. Camera Time of Flight sẽ đảm nhận việc đo chính xác chiều sâu không gian để tối ưu khung cảnh cho các ứng dụng trên nền AR tốt hơn so với trước. Về lộ trình ra mắt chiếc MacBook đầu tiên sử dụng chip ARM, nhiều khả năng là Apple sẽ trình làng sản phẩm này vào giữa năm 2020 tại sự kiện thường niên WWDC. Không giống như việc Microsoft hợp tác với Qualcomm, con chip ARM trên thế hệ MacBook mới sẽ dựa trên thiết kế tùy chỉnh riêng của Apple và nhiều khả năng sẽ là một bản nâng cấp từ con chip A13 hiện tại. Việc sử dụng chip xử lý tùy chỉnh riêng sẽ giúp cho Apple thuận lợi hơn trong việc vận hành các ứng dụng trên hệ sinh thái phần mềm của họ tốt hơn, cũng như là gia tăng đáng kể thời lượng pin so với các phiên bản dùng chip Intel. Và chắc chắn, Intel sẽ là công ty kém vui nhất khi chiếc MacBook này được ra mắt chính thức. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Xiaomi sẽ ra mắt tới 10 smartphone 5G giá rẻ. CEO Xiaomi, ông Li Jun, vừa nói tại một hội thảo ở Trung Quốc rằng nhiều người trong ngành lo sợ rằng năm 2020 tới sẽ không còn ai mua smartphone 4G nữa. Ông Li cho rằng các nhà mạng nên thúc đẩy tốc độ triển khai mạng viễn thông 5G nhanh hơn nữa và để tránh tình trạng con gà quả trứng. Khi mạng 5G đã có mà không có smartphone hỗ trợ hoặc ngược lại, Xiaomi cho biết sẽ sản xuất ít nhất là 10 mẫu smartphone 5G trong năm 2020 tới. Được biết, hồi tháng 9 vừa rồi, Xiaomi tung ra chiếc smartphone 5G đầu tiên tại Trung Quốc Mi 9 Pro 5G với con chip Snapdragon 855 Plus, cụm 3 camera sau, màn hình 6,4 inch AMOLED và modem 5G với giá cỡ $500. Trước đó thì họ cũng đã cho ra mắt chiếc Mi Mix 3 5G tại châu Âu. Xiaomi nói rằng hiện tại điện thoại 5G đều chỉ là những mẫu cao cấp và cho biết sẽ cố gắng dàn trải các thiết bị hỗ trợ mạng 5G từ bình dân, tầm trung tới cao cấp nhất để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn so với hiện nay. Và vừa rồi cũng là tất cả những thông tin mà X-Studio muốn gửi cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.